Top 5 sự thật về rượu vàng mà không phải ai cũng biết. Sự thật thứ nhất, đế chai vàng thường được làm lõm vào bên trong. Vì chai đáy lõm có trọng lượng lớn hơn chai đáy bằng, nên khi rượu vàng trong chai còn ít, chai vàng đế lõm sẽ đứng vững hơn. Ngoài ra, đáy lõm còn giúp cặn dễ dàng lắng đọng, đồng thời giúp việc rót rượu vàng dễ dàng hơn vì nhiều người thường có thói quen đặt ngón tay cái vào phần đế. Sự thật thứ hai, quốc gia và thành phố tiêu thụ nhiều vàng nhất. Mỹ là quốc gia tiêu thụ nhiều vàng nhất thế giới với gần 3.300 triệu lít trên một năm. Số liệu năm 2018 chiếm khoảng 13% tổng sản lượng trên thế giới. Tuy nhiên, thành phố tiêu thụ vàng nhiều nhất trên thế giới là thủ đô Paris của nước Pháp với 709 triệu chai rượu vàng, tương đương với 5,32 triệu hectolit. Sự thật thứ ba, để làm một chai rượu vàng cần ít nhất 500 đến 600 trái nho. Với những chai vàng cao cấp hay rượu vàng ngọt thì số lượng nho còn nhiều hơn thế. Sự thật thứ tư, không phải chai vàng nào càng để lâu cũng càng ngon. Nhiều người thường nghĩ rằng chai vàng càng để lâu thì càng ngon, càng giá trị. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn đã đúng bởi mỗi chai vàng đều có thời hạn sử dụng nhất định. Vàng đỏ phần lớn sẽ ngon hơn sau một vài năm và nên dùng trong khoảng từ 3 đến 10 năm kể từ ngày ủ. Ngược lại, rượu vàng trắng và vàng hồng nên uống càng sớm càng ngon, trong khoảng 1 đến 3 năm. Sự thật thứ năm, phụ nữ được sinh ra để thử vàng. Mặc dù nam giới là đối tượng chính tiêu thụ vàng, song phụ nữ mới là những người thử vàng tốt hơn. Lý do là vì họ nhạy cảm về mùi vị. Thậm chí, ngay khi chỉ biết một chút về vàng, họ vẫn có thể gọi tên được loại rượu này giữa các loại rượu khác chỉ dựa trên mùi hương.